Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết luyện tập ở trang số 73 của sách toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều nhé. Bài tập số 1 yêu cầu các em thực hiện các phép tính ở đây. Phép tính đầu tiên là 696 chia cho 3. Các em sẽ thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải. Có 6 chia 3 được 2. Nhân lên 2 nhân 3 bằng 6. Kem lấy 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 bằng 3. Kem lấy 3 nhân 3 bằng 9. Và lấy 9 trừ đi 9 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 6 hàng đơn vị. Có 6 chia 3 bằng 3. À 6 chia 3 bằng 2, xin lỗi các em. Kem nhân lên 2 nhân 3 bằng 6. Kem lấy 6 trừ đi 6 thì bằng không. Như vậy kết quả của phép chia đầu tiên này bằng 232. Phép chia này là phép chia hết, phép chia không có dư. Sang phép chia tiếp theo 5692. 5692, kem đi chia 4. Kem cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Ta có 5 chia 4 được 1 lần. 1 x 4 bằng 4, kem viết ngay dưới chữ số 5 mà kem vừa đem chia. 5 trừ đi 4 bằng 1, hạ 6. 16 chia 4 bằng 4. Nhân lên 4 x 4 16, kem lấy 16 trừ đi 16 thì bằng 0. Hạ tiếp chữ số 9. Có 9 chia cho 4 được 2 lần. Nhân lên 2 x 4 bằng 8, kem lấy 9 trừ đi 8 thì còn 1. Hạ 2. 12 chia 4 bằng 3. Nhân lên 3 x 4 12. 12 trừ đi 12 thì bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia này bằng bao nhiêu? Kết quả của phép chia này bằng 1423. Và phép chia này là phép chia hết không có dư. Chuyển tiếp sang phép chia tiếp theo 2455 chia 6. 2455, kem đi chia cho 6. Ta có 2 không chia được cho 6, lấy 24 chia 6 bằng 4. Nhân lên 4 x 6 24, kem lấy 24 trừ đi 24 thì bằng 0. Hạ 5. 5 không chia được cho 6, kem vòng 0. 0 x 6 bằng 0, 5 trừ đi 0 thì vẫn bằng 5. Hạ tiếp chữ số 5 hàng đơn vị. Ta có 55 chia cho 6 được 9. 9 x 6 bằng 54. Kem lấy 55 trừ đi 54 thì còn 1. Như vậy, kết quả của phép chia này bằng 409 dư 1. Phép chia này là phép chia có dư. Ta còn phép chia cuối cùng, 45.615 chia cho 3. Những ai mà chưa xong 3 phép chia đầu tiên này thì các bạn có thể dừng một chút để làm cho xong. Ta chuyển sang phép chia cuối cùng là 45.615 chia 3. Cũng chia theo thứ tự là từ trái sang phải. Ta có 4 chia 3 được 1 lần. 1 x 3 bằng 3. Kem lấy 4 trừ đi 3 thì còn 1. Hạ 5. 15 chia 3 bằng 5. Nhân lên 3 x 5 15. Lấy 15 trừ đi 15 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 được 2 lần. Nhân lên 2 x 3 bằng 6. Có 6 trừ đi 6 bằng 0. Hạ 1. 1 không chia được cho 3, kem vòng 0. 0 x 3 bằng 0, 1 trừ đi 0 thì vẫn bằng 1. Hạ tiếp 5. 15 chia 3 bằng 5. Kem lấy 5 x 3 15 và 15 trừ đi 15 thì bằng 0.
Như vậy, phép chia cuối cùng này. Phép chia cuối cùng. Chúng ta được kết quả là 15.205 và đây là phép chia hết, không có dư. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Có bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2 là một bài đặt tính rồi tính. Kem cũng đặt tính tương tự như bài tập số 1 để chúng ta tính thôi. Ý đầu tiên, 7.684. Kem đi chia 2. Ta có 7 chia 2 bằng 3, nhân lên 3 nhân 2 bằng 6. Có 7 trừ đi 6 thì còn 1. Hạ 6 xuống. 16 chia cho 2 được 8. 8 x 2 16, kem lấy 16 trừ đi 16 thì bằng 0. Hạ tiếp chữ số 8 hàng chục. 8 chia 2 bằng 4, nhân lên 4 x 2 bằng 8 và chúng ta có 8 trừ 8 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 4 hàng đơn vị, có 4 chia 2 bằng 2, nhân lên 2 x 2 bằng 4 và 4 trừ đi 4 bằng 0. Như vậy, phép chia đầu tiên này kết quả chúng ta bằng 3.842. Phép chia này là phép chia hết, không có dư. Phép chia tiếp theo 4.535. Kem đi chia 5. Bốn không chia được cho 5, kem lấy 45 chia 5 bằng 9. Nhân lên 9 x 5 45. Lấy 45 trừ 45 bằng 0. Hạ 3. 3 không chia được cho 5, kem vòng 0. 0 x 5 bằng 0, 3 trừ 0 vẫn bằng 3. Tiếp tục hạ chữ đơn số 5 hàng đơn vị. 35 chia 5 bằng 7. Nhân lên 7 x 5 35. 35 trừ 35 bằng 0. Kết quả của phép chia này bằng 907. Cô chuyển sang phép chia tiếp theo. 68.138 chia cho 3. Ta có 6 chia 3 được 2 lần. 2 x 3 bằng 6, kem lấy 6 trừ đi 6 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 3 cũng được 2 lần. 2 x 3 bằng 6, kem lấy 8 trừ đi 6 thì còn 2. Hạ 1. 21 chia 3 bằng 7. Nhân lên 7 x 3 21. 21 trừ 21 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 3. Ở hàng chục, ta có 3 chia 3 bằng 1, nhân lên 1 x 3 bằng 3, 3 trừ đi 3 thì cũng bằng 0. Tiếp tục hạ 8. 8 chia 3 được 2 lần, 2 x 3 bằng 6, kem lấy 8 trừ đi 6 thì còn 2. Như vậy kết quả của phép chia này bằng 22.712, dư 2. Sang phép chia tiếp theo, 34.816. 34.816, kem đi chia 4. Ba không chia được cho 4, kem lấy 34 chia 4 được 8 lần. Nhân lên 8 x 4, 32. 34 trừ đi 32 thì còn 2. Hạ 8, 28 chia 4 bằng 7, nhân lên 7, 4, 28, 28 trừ 28 bằng 0. Hạ 1,
1 không chia được cho 4, kem vòng 0. 0 nhân 4 bằng 0, 1 trừ đi 0 thì vẫn bằng 1. Hạ 6, ta có 16 chia 4 bằng 4. 4 nhân 4 16, 16 trừ đi 16 thì bằng 0. Như vậy, kết quả của phép chia bằng bao nhiêu đây? 8704, và phép chia này là phép chia hết, không có dư. Chuyển tiếp sang bài tập số 3. Có bài tập số 3 như sau. Những ai chưa xong bài tập số 2 này thì các em hãy dừng lại để làm cho xong. Bài tập số 3 chúng ta tính nhẩm luôn. Có 8.000 chia cho 2 bằng 4.000. Các em có thể lấy bút chì các em viết vào. 40.000 chia cho 5 thì các em lấy 40, các em chia 5 bằng 8. Sau đó các em thêm 3 chữ số 0 vào sau. Như vậy bằng 8.000. 36 chia cho 9 thì các em lấy 36 chia 9 thì bằng 4. Sau đó thêm 3 chữ số 0 phía sau. Kết quả bằng 4.000. Cuối cùng 42.000 chia cho 7, các em làm tương tự. Lấy 42 chia 7 bằng 6, sau đó thêm 3 chữ số 0 vào. Kết quả bằng 6.000. Chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu các em đặt tính rồi tính theo mẫu. Các em cùng quan sát mẫu người ta thực hiện ở đây. Ta có phép tính 8.426 chia 2. Các em chú ý nhé. 8 này chia cho 2 được 4 này. Các em nhân luôn. 4 x 2 bằng 8 và chúng ta nhẩm luôn. 8 x 8 bằng 0 luôn. Hạ 4. 4 chia 2 bằng 2, nhân lên 2 x 2 bằng 4, nhẩm luôn 4 trừ đi 4 bằng 0. Chúng ta nhẩm phép trừ luôn, không ghi nữa, đúng không? Sau đó hạ 2, 2 này chia cho 2 được 1, nhân lên 1 x 2 bằng 2, nhẩm luôn 2 trừ 2 bằng 0. Đấy, hạ 6, 6 chia 2 bằng 3, nhân lên 2 x 3 bằng 6, nhẩm luôn 6 trừ 6 bằng 0. Kết quả bằng 4.213. Bây giờ tương tự như thế, chúng ta sẽ thực hiện các phép chia phía bên này. Có phép chia đầu tiên. Chín mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba chia 3. Chín mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba. Kem đi chia 3. Có 9 chia 3 bằng 3, nhân lên 3 x 3 bằng 9 này, nhân lên 3 x 3 bằng 9, trừ luôn 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 3 xuống, 3 chia 3 lại cũng bằng 1. 1 x 3 bằng 3, nhẩm luôn 3 trừ 3 bằng 0. Hạ tiếp 6. 6 chia 3 bằng 2, nhân lên 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 6 nữa. 6 chia 3 bằng 2, 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 luôn bằng 0. Hạ 1. À xin lỗi các bạn, hạ chữ số 3. 3 chia 3 bằng 1, nhân lên 1 x 3 bằng 3, trừ luôn 3 trừ 3 bằng 0. Vậy kết quả của phép chia này bằng bao nhiêu? 31.221. Phép chia này là phép chia hết, không có dư. Chia hết không dư. Sang phép chia tiếp theo. 45.684 chia cho 4. 4 chia 4 bằng 1, nhân lên 1 x 4 bằng 4, trừ luôn 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 5. 5 chia cho 4 cũng được 1 lần. 1 x 4 bằng 4, 5 trừ 4 còn 1. Hạ 6. 16 chia 4 bằng 4, nhân lên 4 x 4 16, 16 trừ 16 bằng 0. Hạ tiếp 8. 8 chia 4 được 2, nhân lên 2 x 4 bằng 8, trừ luôn 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 4. Kem có 4 chia 4 bằng 1, nhân lên 1 x 4 bằng 4,
Nhầm luôn, 4 trừ 4 bằng 0. Như vậy, kết quả của phép chia thứ hai này bằng 11.421. 11.421. Sang phép chia tiếp theo là ta có phép chia 21.357. 21.357 các em đi chia 7. Các em có 21 chia cho 7 được 3. Nhân lên 3 nhân 7 21, 21 trừ 21 bằng 0, hạ 3. 3 không chia được cho 7 vòng 0. 0 nhân với 7 bằng 0, 3 trừ đi 0 thì vẫn bằng 3. Hạ tiếp 5. 35 chia 7 bằng 5. Nhân lên 5 7 35, 35 trừ 35 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 7. 7 chia 7 được 1. Nhân lên 1 nhân 7 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0. Vậy kết quả này bằng bao nhiêu? 3051. Phép chia này là phép chia hết, không có dư. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 3. Những ai mà chưa xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. À, chúng ta vừa đi xong bài này, xin lỗi các em, là bài tập số 4 nhé. Đấy, chúng ta vừa đi xong được bài số 4. Tiếp theo cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 5 như sau. Bài tập số 5. Một xưởng sản xuất nước mắm đã sản xuất 1.230 lít nước mắm. Người ta muốn đóng vào các can như nhau. Hãy tính và nêu số can nước mắm đóng được trong các trường hợp sau. Như vậy, nếu như mà mỗi can là 2 lít thì chúng ta đóng được bao nhiêu can? Các em sẽ lấy tổng là 1.230. Các em đi chia cho số lít trong một can, tức là chia cho 2 xem được kết quả số can bằng bao nhiêu. Như vậy, ở cái phần hỏi chấm đầu tiên này, các em sẽ thực hiện phép chia lấy 1.230 các em đi chia 2. 12 chia 2 bằng 6 này, 3 chia 2 bằng 1 này, đây còn 1, 1 chia 2 bằng 5. Như vậy là được kết quả là 615. Các em có thể đặt phép tính theo hàng dọc nhé. 615. Đây, mỗi can là 3 lít thì các em sẽ lấy tổng số lít nước mắm là 1.230, các em chia 3. 12 chia 3 bằng 4 này, 3 chia 3 bằng 1 này, 0 chia 3 bằng 0 này. Như vậy chúng ta sẽ đóng được là 410 can. Nếu như mà mỗi can 5 lít thì các em lấy 1.230, các em đi chia 5. 12 chia 5 được 2, chứ 2, 23 chia 5 bằng 4. 30 chia 5 bằng 6. Như vậy là bằng 246. Đây, các bạn không nhẩm được theo hàng ngang thì các em sẽ đặt tính theo hàng dọc để các em tính kết quả. Các em điền vào 246. Tất cả các em nếu có viết vào sách thì hãy dùng bút chì nhé. Và đây là các cái phép tính để chúng ta điền ra, tính ra kết quả đây. Cô chuyển tiếp sang bài tiếp theo là bài tập số 6. Những bạn nào mà chưa xong thì các em có thể dừng một chút để các em làm cho xong bài tập số 5. Yêu cầu các em đọc giá tiền trên mỗi mặt hàng rồi trả lời câu hỏi sau. Ở đây chúng ta có một số các cái mặt hàng. Chúng ta có 3 ổ bánh mì thì giá 15.600. Ở đây là có 6 chai sữa chua giá 25.800 đồng. Có 2, 1, 2, 3, 8 cái bánh ngọt giá 42.400 đồng. Và chúng ta có một vỉ 4 hộp sữa chua này là giá 26.000 đồng. Mua một lốc sữa chua có 6 chai, đây 6 chai, hết 25.800 đồng. Hỏi mỗi chai sữa chua giá bao nhiêu tiền? Như vậy muốn biết mỗi chai bao nhiêu thì các em lấy 25.800, các em đi chia cho 6, đúng chưa?
Như vậy, các em sẽ lấy 25.800. Các em chia 6. Chúng ta có bài tập số 6 ý A như sau. Cô sẽ làm sang phía bên này nha các em. Có bài tập số 6 ý A. Mỗi chai sữa chua có giá là 25.800 đồng. Đây là giá của 6 chai, kem đi chia 6. Kem đặt phép chia ra ngoài giấy nháp thì chúng ta được 4.300 đồng. Như vậy, mỗi chai sẽ có giá 4.300 đồng. Mua một hộp bánh su kem có 8 chiếc hết 42.400 đồng. Hỏi mỗi chiếc bánh su kem có giá bao nhiêu tiền? Như vậy, các em sẽ lấy tổng là 42.400 đồng, các em chia 8. Như vậy, câu B. Mỗi chiếc bánh su kem có giá là 42.400 đồng. Kem đi chia 8. Bốn hai nghìn tám trăm chia cho 8 thì mỗi chiếc bánh su kem sẽ có giá 5.300 đồng. Đáp số câu A là 4.300 đồng và câu B là 5.300 đồng. Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được tiết luyện tập trang 73 của sách giáo khoa toán 3 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.